Vâng, xin chào tất cả các bác nhá. Lâu quá đây bận ở nhà thuốc, nay lại mới lên rừng này đi tìm kiếm cây thuốc đây các bạn. Ôi, dạo này ở nhà thuốc bận quá. Đấy, bắt đầu lại lên rừng đây. Xin mời các bác cùng tôi nhá. Để chúng ta lại cùng đi tìm cây thuốc nào. Mình muốn tìm cái thuốc đây. Đây rồi các bác. Gặp được cái đơn châu chấu rồi. Đơn châu chấu ở đây nhiều quá các bác. À. Đấy. Đây cái đơn châu chấu cái to này. Châu chấu cho to này cho các bác ơi. Này thì chúng ta phải dùng đào rễ thôi. Đào ngay cái rễ cái đơn châu chấu này. Đấy. Đây có cái đơn châu chấu đó các bác nhé. Châu chấu để giờ. Đấy. Đấy bạn ạ. Đây các bác nhá. Đây, cái đơn châu chấu to chưa nào? Nha, đấy. Phải chặt cái cành chưa? Đây là đơn châu chấu. Cái bộ phận dùng làm thuốc của cái đơn châu chấu này thì
Ở nhà thuốc chúng tôi chủ yếu là dùng cái bộ phận rễ các bạn. Đây, anh chuẩn bị đào. Đây, bộ phận rễ với lại lấy một ít cái thân cây già này thôi nhé. Đây này. Đấy, đây cả một cái cây to. Đây, lấy từ cái khúc già này xuống như này thôi nhé. Đấy, cái đoạn già chứ không này. Đấy. Đây. Đào cả cái ở bên kia này. Đấy, không rộng đâu. Yeah. Sấm chớp âm này trời. Dòng cẳng nha. Đây đang đào rễ đơn châu chấu bác nhá. Đấy. Rễ nó béo nhờ. Quá to. Cái đấy là mấy cái gốc nhỏ thôi đúng không? Đấy. Đây đấy. Đây mình đào gốc to đi. Đây rễ đơn châu chấu đây các bác nhá. Đây. Cái bộ phận rễ của nó này. Đấy. Ở nhà thuốc chúng tôi thì thường hay lấy chỉ có đoạn gốc già này thôi nhá. Đấy, từ đoạn gốc già này này. Chỉ có như này. Chủ yếu là rễ. Đấy. Bây giờ cái cây thuốc thì rễ dược tính nó vẫn cao các bạn. Đấy, nên anh em là hôm nay lên rừng đang đi đào đơn châu chấu nhé. Để đào đang đào gốc to, cái này gốc nhỏ một tí mà. Thì nói về tác dụng trị bệnh của loài đơn châu chấu này thì nó rất chi là tốt các bạn nhé. Đấy, nó rất chi là tốt luôn. Đơn châu chấu này thì nó có tác dụng nhiều. Ở nhà thuốc chúng tôi là một là hay trị cái chứng bệnh coi như là về xương khớp nhé, về xương khớp nói chung. Đấy, xương khớp nói chung về xương khớp. Còn cứ như các bác hay mà hay bị gai ấy, gai đôi hoặc là gai cột sống các thứ thì chúng ta tăng cường nó lên. Đấy, tăng liều lên với cái loại này. Về trị gai nhé. Nó có tác dụng như là trị phôi gai, thái hóa, thoát vị đĩa đệm về xương khớp. Đấy, phôi gai. Đó là tôi nhấn mạnh về cái vấn đề gai nhé. Đấy, nếu như trị gai thì chúng ta phải dùng cái loại rễ của đơn châu chấu này. Đấy, một đoạn thân cây như này thôi. Có thế thôi. Không lấy cái đoạn non làm gì. Cái đoạn non của nó là không thuộc. Trực tinh nó kém. Đấy. Một là có tác dụng trị phôi gai, thoái hóa, thoát vị đĩa đệm về xương khớp này. Nhé các bác nhé. Đấy, không những là như thế mà còn là một vị thuốc trị viêm gan cấp mãn tính nữa đấy các bạn. Trị viêm gan cấp tính nhé. Đấy, ở bài thuốc của nhà chúng tôi là vẫn hay dùng cái đơn châu chấu này. Đấy, cho vào cái bài thuốc là trị về viêm gan. Đấy, viêm gan cấp mãn tính đấy. Cấp tính viêm gan các bác nhé. Đấy. Và viêm thận. Đấy, viêm cầu thận mãn. Đấy. Như vậy cái chứng bệnh coi như bị sưng phù đấy. Sưng phù về gan thận các bác nhé. Đấy. Chắc hẳn lâu nay các bác của chúng ta thì chỉ có biết đến đơn châu chấu là chỉ có biết là nó là một vị thuốc coi như trị về xương khớp thôi. Đấy, xương khớp. Còn nói rõ là về gai thôi. Nhưng mà ít các thầy của chúng ta biết mà ít người biết đến nó không những là một vị thuốc trị viêm gan cấp mãn tính được các bạn. Đấy. Trị viêm gan cấp tính mãn tính. Đào đào mói nhé. Đấy. 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 Viêm gan cấp tính mãn tính nhé, mà một vị thuốc viêm cầu thận mãn, viêm thận mãn này bị sưng phù này, đấy sưng phù, đấy như kiểu dạng gan sưng phù này, thận phù này nhé, là cũng dùng cái loài đơn châu chấu này cũng rất tốt được các bác nhé. Đấy, xin thưa với các bác, đào gốc to này như này các bạn, đấy thấy chưa, được nhiều rễ, rễ nó rất béo nhé các bác nhé, đấy, cho nên là các bác đừng có ngại đào rễ của nó, cứ đào đi, đấy, không sợ tuyệt chủng đâu cái loài này,
Loài này bởi vì nó có hoa có quả, nó già nó rụng xuống, nó mọc lên rất nhiều, đừng sợ tuyệt chủng. Riêng về cái loài đơn châu chấu này các bác cứ đào đi cho em, dùng cái rễ nó mới tốt. Đây, hoa quả của nó đây này, hoa trái nó rất nhiều như thế này cơ mà. Đấy, xong quá trình là nó già nó rụng xuống là nó sẽ mọc lên thôi các bác nhé, không phải phải ngại ngần gì hết về cái đơn châu chấu này. Đấy, vâng, có lẽ đến đây thì thời lượng video cũng có hạn rồi, xin tạm dừng chương trình tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở chương trình lần sau nhá. Và cũng nói thêm nữa, ở nhà thuốc của chúng tôi cũng có cung cấp cho tất cả các bác và các thầy về cái loài cây đơn châu chấu này nhá. Đấy, các bác là có nhu cầu mà đang còn thiếu các cái vị đơn châu chấu này thì cứ hãy điện thoại alo cho tôi nhé. Số điện thoại tôi có để ở trên kênh cũng như thường lệ, đó là cái số điện thoại của nhà thuốc chúng tôi lâu nay là 0976972618 các bác nhé. Số này tôi có dùng Zalo luôn các bác. Đấy, cho nên là các bác gọi không được ấy thì cứ kết bạn Zalo nhắn tin cho tôi nhé các bác nhé. Đấy, hoa trái nó đây này, không phải lo là tiệt chủng, nó rụng xuống thoải mái luôn các bác nhá. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại các bác ở chương trình lần sau ạ.